trợ trí nhớ và nhận thức cho trí tuệ minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh. Con biết bí quyết của ba rồi. Exogen ATM 2 trí tuệ minh mẫn, sống trọn niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, tình cảm của con cái đối với đấng sinh thành đã trở thành tình cảm thiêng liêng nhất. Tuy nhịp sống giờ đây có phần hối hả, nhưng vẫn luôn có nhiều cách để thể hiện yêu thương đến cha mẹ. Tuy nhiên thì về mặt sức khỏe mà nói, đối với các bậc sinh thành, khi đến một độ tuổi nhất định thì khó có thể được tốt như xưa. Nên trong những cách bày tỏ yêu thương, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, cho những người yêu thương cũng là một điều rất là đáng quan tâm. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ thêm đến quý vị về các cách chăm sóc người lớn tuổi để có thể vừa khỏe về thể chất, vừa thoải mái về tinh thần. Một trong những cái mà chúng ta đền ơn đáp nghĩa đến công lao nuôi dạy cũng như giáo dục của cha mẹ là không chỉ bằng những cái tài sản vật chất mà cái cao cả hơn là giá trị về tinh thần. Vì gia đình em thì chủ là cũng mẹ em cũng ở xa, ba em cũng ở xa, thì cũng nhiều khi ba mẹ ở xa về thì cả gia đình đều muốn là quay quần bên nhau ăn một bữa cơm gia đình thì cảm thấy rất là vui rồi. Thì với em là như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Và cho đến thời điểm này thì có lẽ không cần phải nhắc nhiều đến việc chia sẻ yêu thương nữa rồi, bởi vì đó đã trở thành một trong những thói quen tích cực trong đời sống gia đình và lan tỏa ở mỗi một thành viên. Thế nhưng mà yêu thương như thế nào mới gọi là yêu thương cho đủ, và làm như thế nào để duy trì được những giá trị tốt đẹp ấy, để yêu thương đền đáp yêu thương? Kết nối yêu thương không chỉ tìm thấy trong từng bữa ăn, lời nói, sự quan tâm, mà còn cả trong những cố gắng, những thành công đạt được từ cuộc sống với tâm niệm yêu thương đền đáp yêu thương. Cảm nhận mối liên kết giữa các thành viên gia đình, anh Đinh Phú Vinh luôn tập trung và nỗ lực trong các mặt để có được những thành công. Và hiện tại anh đang là nhân viên đối ngoại. Trong công việc, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tự tìm tòi đúc kết kinh nghiệm để thực hiện tốt các mặt. Anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các đồng nghiệp và hòa nhã với các mối quan hệ, nên hầu như việc giải quyết các khó khăn trong công việc với anh không phải là điều khó thực hiện. Giữ đúng vai trò một nhân viên gương mẫu, anh còn là một người chồng hết mực yêu thương vợ, một người cha đầy tình cảm với các con và một người con hiếu thuận với cha mẹ. Hiện anh đang sống cùng mẹ vợ, vợ và hai cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu. Tổ ấm gia đình anh lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói bởi chính từ hai thành viên nhí này. Tranh thủ những lúc đi làm về, anh lại cùng cả nhà quay quần trò chuyện. Và chính những khi ấy, anh lại có dịp chia sẻ nhiều hơn cùng cả nhà, thảo luận các vấn đề liên quan, vừa là công việc, vừa là những chuyện đời thường. Là một nhân viên đối ngoại, nên việc quan tâm đến tâm lý, tạo sự thoải mái cho người đối diện đã là thế mạnh của anh. Nên với các thành viên trong gia đình, hễ ai có bất cứ vui buồn gì cần chia sẻ thì anh luôn là người lắng nghe, đầy gần gũi và tinh tế. Bên cạnh những lo toan cho cuộc sống, đến một độ tuổi nhất định, vấn đề lão hóa diễn ra nhanh chóng. Mỗi chúng ta sẽ chăm lo đến vấn đề sức khỏe. Hiểu rõ điều đó, anh luôn dành nhiều thời gian tìm hiểu các cẩm nang sức khỏe cho mẹ để giúp tốt về thể chất và cả tinh thần. Đồng thời, anh cũng khuyến khích mẹ tham gia các hoạt động giúp tinh thần thêm thoải mái cùng cả nhà, như dạo bộ hay tập thể dục đều đặn. Hôm nay con có món quà con muốn tặng cho mẹ. Món quà tặng mẹ ha. Con kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật lâu với con cái và các cháu rồi, mẹ nhé. Cảm ơn nha. Con yêu mẹ. Ngoại cảm ơn nhé. Ba con mình nha. Yêu nha. Ôi trời ơi. Và như thế, yêu thương đền đáp yêu thương trở nên một điều rất đơn giản. Khi đó xuất phát từ những tình cảm chân thành, sự bày tỏ thiết thực và ý nghĩa. Và cũng chính từ ý niệm yêu thương đền đáp yêu thương đã giúp cho mỗi chúng ta đạt được những thành công tốt đẹp trong cuộc sống này. Vinh và Quỳnh Anh thì hai con của tôi rất là ngoan. Hai vợ chồng thì đã sinh được cho tôi hai đứa cháu gái rất là dễ thương. Các cháu cũng ngoan lắm. Các con đi làm, thế nhưng mà thấy mẹ thì luôn luôn là quan tâm đến mẹ. Rồi mẹ ốm thì chăm sóc.
nhiệt tình lắm. Không ai bằng mình cảm thấy khi mà cái tuổi già đi mà thấy bệnh hiểm nghèo thì thấy con mình với là hết sức là ngoan. Thì mình rất là trân trọng và rất là yêu thương bà. Vì thứ nhất là hiện nay thì mình đang sống với gia đình vợ nên tất cả những cái tình cảm mà mình có được thì mình đều dành cho bà. Mình luôn luôn mong muốn làm cho bà có những cái niềm vui. Ngoài cái việc là chăm cho con cái là một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái, rồi bà là còn rất là dành hết cái tình cảm cho các con của mình nữa. Và ở nhà thì là tất cả đều là nhờ tay của bà ngoại. Bà ngoại chăm cháu mà các cháu thì rất là yêu quý. Chỉ một câu là con yêu mẹ thôi, đối với mình là như thế. Thì mình muốn nói đây là tất cả cái tấm lòng, tất cả những gì sự kính trọng của mình đối với mẹ. Để có thể vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ và còn có thời gian lo toan việc nhà, đối với anh Vinh là điều không đơn giản. Nhưng xuất phát từ ý nghĩa sống tích cực, sự yêu thương đền đáp yêu thương, và đặc biệt bên cạnh anh lúc nào cũng có vợ và các con, anh đã có thể gánh vác tốt các vai trò. Một khi đã gắn bó từ yêu thương thì cho dù có bao nhiêu khó khăn đều sẽ vượt qua hết. Gia đình anh đã sống, đã bày tỏ tình cảm theo cách tự nhiên nhất mà cũng là chân thành nhất. Vì thế, niềm hạnh phúc luôn hiện hữu là động lực cho những thành công của mỗi người. Giữa những cái giờ làm việc rất là căng thẳng mà anh Vinh còn có thể tạo được cái niềm vui cho tất cả mọi người trong công ty, rồi ngoài giờ làm việc thì anh lại còn dành nhiều thời gian cho gia đình. Cái đặc thù công việc của anh Vinh là cũng thường xuyên về công tác và nhiều khi đi cũng thời gian dài, nhưng mà có những đợt đi công tác rồi thì tôi thấy là anh Vinh cũng rất là quan tâm đến gia đình, đến cha mẹ và vợ con. Thì tôi thấy đi đâu là cũng lo mua quà về cho ba mẹ, mua quà về cho vợ, cho con, là những phần quà tuy nhỏ thôi nhưng mà rất là ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, lòng hiếu thảo với cha mẹ như dòng chảy tự nhiên trong mỗi con người, nhưng người ta vẫn cần rất nhiều nỗ lực để chữ hiếu còn trở thành một chuẩn mực hành vi với những phương pháp, những kỹ năng làm người hiện đại. Câu chuyện gương điển hình trên đã cho chúng ta thấy rằng mối dây liên kết giữa công tác xã hội và đời sống gia đình đã hình thành nên những ý thức và hành động tốt đẹp. Như thường lệ, chương trình xin gửi tặng đến gia đình một chút quà nhỏ để giúp cho những hành động yêu thương, đền đáp yêu thương trở nên thiết thực hơn và xã hội ngày càng phát triển hơn với những thay đổi tích cực về các giá trị.